Bỏ hoang nhà biệt thự tiền tỷ vì sợ ma. Căn nhà 2 tầng lầu rất đẹp và khang trang, nằm trên khu đất rộng 200m2 cạnh quốc lộ. Không hiểu vì sao bị bỏ hoang từ rất lâu, nhiều người dân ở xã Diễn Yên, tỉnh Nghệ An bàn tán về ngôi nhà có nhiều hiện tượng huyền bí này. Người dân ở đây kể lại rằng, người chủ bỏ hoang nhà biệt thự tiền tỷ vì sợ ma. Nhiều người đến hỏi mua nhưng hầu hết đều rút lui một cách rất bí ẩn. Có lẽ không nhiều người định hỏi mua nữa nên chủ nhà lại muốn cho thuê. Nhưng lạ thay, chỉ đến ở được vài bữa thì những người thuê nhà cũng lặng lẽ gói đồ đạc, chuyển nhà đi nơi khác. Có người kể rằng hầu như tối nào họ cũng nghe được những tiếng bước chân, tiếng nói rì rầm, tiếng trẻ con khóc. Nhưng khi đi tìm thì tuyệt nhiên không thấy ai. Đến chủ nhà cũng chấp nhận ở trong lều vì sợ ma. Người dân ở đây cho biết ngôi nhà được xây vào năm 2000 với kiến trúc 2 tầng rất rộng rãi và nằm sát quốc lộ. Đây là ngôi nhà của gia đình bà Hoa. Nhưng mọi người ngạc nhiên khi xây xong thì gia đình bà lại chuyển nhà về nơi cũ sinh sống chứ không ở đây. Những người hàng xóm còn cho biết thêm là đất xây ngôi nhà này trước kia là bãi tha ma chôn cất các trẻ em chết yểu và những người ăn mày chết đói. Lâu dần, khu đất bị bỏ hoang và trở nên bằng phẳng. Trong quá trình xây nhà thì gia đình của bà cũng đã làm lễ di dời nhiều ngôi mộ đến nghĩa trang của xã. Tuy nhiên vì còn nhiều ngôi mộ còn sót nên các oan hồn vẫn còn ở lại quấy rối, làm cho gia đình bà phải chuyển nhà. Có đêm, bà nhìn thấy bóng một bà già lưng còng đi từ trong căn bếp nhà mình ra và nhiều người trong gia đình còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tưởng là tiếng trẻ hàng xóm khóc, nhưng khi tìm hiểu thì biết là xung quanh hàng xóm không có đứa trẻ nào. Tuy mọi người đều rất sợ hãi, nhưng vì mọi vốn liếng tiền bạc cả nhà đều dốc vào đây nên vẫn tiếc không muốn chuyển nhà đi. Chỉ đến khi một con bướm to màu đen bay vào nhà và quẹt vào mắt bà, làm mắt bà mờ hẳn đi, không nhìn thấy rõ xung quanh thì bà mới quyết định nhờ dịch vụ chuyển nhà đi. Mặc dù rằng bác sĩ cho biết nguyên nhân là do bị phấn của bướm rơi vào mắt, nhưng gia đình bà đã quyết định chuyển nhà đi và quay trở về ngôi nhà cũ sinh sống và rao bán căn nhà mới nhiều ma quái này. Thấy ngôi nhà nằm gần quốc lộ lại có địa thế đẹp nên đã có rất nhiều người đến hỏi mua. Nhưng điều trùng hợp là cho đến nay đã 13 năm kể từ khi ngôi nhà này xây xong thì hầu như chưa có ai mua thành công ngôi nhà. Có một vị đại gia đã hỏi mua căn nhà mặc dù rằng đã biết ngôi nhà có ma quỷ. Ông này vẫn tỏ ra cứng rắn và khẳng định rằng xưa nay không bao giờ tin chuyện hoang đường. Tuy vậy, ông vẫn cẩn thận mời một ông thầy cúng về cúng giải hạn cho căn nhà. Không hiểu sao, vài giờ xem xét và cúng bái thì cả thầy và vị khách đều vội vã rời khỏi ngôi nhà và không bao giờ trở lại nữa. Sau khi vụt nhiều mối mua nhà thì chủ nhà đã quyết định cho thuê và những người thuê nhà lại gặp vô số câu chuyện khó giải thích. Có người nói ban đêm họ không thể ngủ được vì cảm thấy giường mình ngủ bị di chuyển, giống như ai đó đang lật chiếc giường của họ. Đa số ở được vài ngày là phải chuyển nhà đi, dù là người cứng bóng vía nhất thì cũng được vài tuần. Hiện tại, ngôi nhà đã bị bỏ hoang, cỏ mọc tùm khắp nơi. Tuy nhà có sân rất rộng và chiếc cổng sắt đã mở tung, nhưng trẻ con trong vùng cũng không đứa nào dám bén mảng đến chơi trong sân nhà. Những câu chuyện về hồn ma vẫn còn được đồn đại cho đến bây giờ. Nhưng khi liên hệ với người chủ cũ của ngôi nhà đó là bà Nguyễn Thị Hoa thì bà này cho biết lý do bà và gia đình bỏ hoang căn nhà là vì cách xa khu dân cư nên việc làm ăn của gia đình không được thuận lợi. Gia đình tôi quyết định về nhà cũ ở trong làng cho tiện việc buôn bán. Bà Hoa khẳng định chuyện gia đình bà nhìn thấy ma trong nhà là hoàn toàn không có thật, chỉ là những lời đồn đại của người dân mà thôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào,
các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.